À, xin chào các bạn. Thì đừng đánh rơi điểm ở những câu lý thuyết cơ bản ha. Thì với mỗi ngày chúng ta sẽ ôn một câu theo chuẩn đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2023. Đó. Thì hôm nay là câu đầu tiên. Câu đầu tiên của đề minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo cho đó là khi cho natri phản ứng với clo thì sinh ra sản phẩm nào sau đây? Tất nhiên là phương trình phản ứng là natri cộng với clo thì được natri clorua này. Thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Tuy nhiên, để chúng ta có thể phun được cái phần yêu cầu ấy, thì yêu cầu của câu đầu tiên trong đề đó là chính là tính chất hóa học của kim loại kiềm này, cấu tạo vị trí tính chất vật lý của kim loại kiềm và điều chế kim loại kiềm. Đó là những câu mà yêu cầu để có thể làm được toàn bộ những cái câu mà nếu mà đề ra thì nó ra trong nội dung như vậy. Bây giờ ta sẽ tiến hành luyện tập các câu hỏi tương tự các bạn nhé. Thì câu số 1, cấu hình lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là gì? Cấu hình ở lớp trong lớp ngoài cùng kim loại kiềm là gì? Thì ta sẽ chọn là cấu hình lớp ngoài cùng chính là NS1. Kim loại kiềm đều có cấu hình lớp ngoài cùng là NS1 nhé. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình của nguyên tử natri là Z bằng 11. Thì các bạn sẽ có đáp án D. 1S2, 2S2, 2P6 và 3S1. Câu 2 là đáp án D các bạn nhé. Tiếp tục, chúng ta có câu số 3. Kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể là, thì tất cả các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể là lập phương tâm khối. Câu 3 chúng ta sẽ đáp án B nha các bạn nhé. Rồi, câu số 4. Trong phòng thí nghiệm thì để bảo quản kim loại natri hay là bảo quản các kim loại kiềm chung thì chúng ta sẽ cầm trong dầu hỏa. Đây, 4 đáp án C. Câu 5. Natri carbonate có công thức là gì? Natri hydrocarbonate có công thức là gì? Thì đáp án chúng ta sẽ là đáp án C, natri hydrocarbonate ha. Dùng làm bột nở thuốc trị đau dạ dày. Phát biểu nào sau đây là đúng? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ từ peri đến bari có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. Là cái này là sai. Với kim loại kiềm thổ thì từ trên xuống dưới thì nhiệt độ nóng chảy thì lúc tăng lúc giảm các bạn. Kim loại Cg được làm tế bào quang điện, chính xác. Cg được dùng làm tế bào quang điện là một trong những ứng dụng không được phép quên của Cg ha. Câu số 7, phát biểu nào sau đây là sai? Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất, sẽ là đáp án sai. Hầu như là trong tự nhiên thì các kim loại đều tồn tại dạng hợp chất chứ không thể tồn tại dạng đơn chất được. Câu số 8, phương pháp chung điều chế các kim loại nhóm 1A, 2A và nhôm để chúng ta phải sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy. Đấy. Câu số 9, muốn điều chế natri là kim loại kiềm chúng ta phải điện phân nóng chảy muối natri clorua. Câu 9 chọn đáp án D các bạn nhé. Câu số 10, khi điện phân nóng chảy natri clorua thì tại catode chúng ta sẽ vẽ sơ đồ điện phân. Chúng ta có natri clorua này, là điện phân nóng chảy chạy về cực âm, cực âm là catode ha, catode. Như vậy thì ion Na cộng sẽ chạy về cực âm và sẽ nhận electron đang điện phân nóng chảy mà được tạo thành natri. Như vậy thì Na cộng đóng vai trò là chất oxy hóa, chất oxy hóa. Và chất oxy hóa thì thực hiện là sự khử hoặc là quá trình khử. Như vậy ta sẽ chọn đáp án là sự khử ion Na cộng, sự khử ion Na cộng ha. Câu số 11, trong quá trình điện phân dung dịch natri clorua thì âm xảy ra quá trình gì? Thì các bạn lưu ý ở khác ở câu số 10, ở đây chúng ta đang tiến hành là điện phân dung dịch ha, chúng ta đang điện phân dung dịch này. À, điện phân dung dịch nghĩa là có nước ha. Để chạy về cực âm. Cái cathode thì chúng ta sẽ có là Na cộng và nước. Đấy. Thì tuy nhiên là chúng ta đang điện phân dung dịch đó, thì Na cộng nó sẽ không nhận E được. Nhưng mà nước là phải nhận E. Đang điện phân dung dịch ha, là Na cộng không nhận E mà nước sẽ nhận electron ra 2OH trừ và khí hydro. Đương nhiên nước đóng vai trò nhận E sẽ là chất oxy hóa, vậy sự nó sẽ là sự khử, chúng ta sẽ chọn sự khử phân tử nước, đáp án C. Câu số 12, hỗn hợp nào sau đây tan hết trong nước ở nhiệt độ thường thì chúng ta sẽ đáp án C, bari natri. Đấy, chúng ta có các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Đấy, gồm có nhóm 1A, toàn bộ nhóm 1A
litinatri kali, rubidi-cg. Còn ở nhóm 2A thì chúng ta có các kim loại là canxi, canxi, strontium và bari. Rồi, như vậy ở câu số 13 thì đề bài nói là số kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là, thì bạn sẽ chọn ở đây là các đáp án là natri và bari. Như vậy câu này chúng ta chọn đáp án là 2, 13 chọn là 2, 2 kim loại. Câu số 14, bạn có lưu ý là kim loại mà tác dụng với nước ở nhiệt độ thường được thì oxit của nó cũng sẽ tác dụng được. Như vậy chúng ta câu 14 này chúng ta chọn đáp án D các bạn nhé. Đáp án D. Câu số 15, muối carbonat nào ra sau đây thì không bị nhiệt phân? Các bạn lưu ý là hầu như là tất cả các muối carbonat thì có đều bị nhiệt phân để tạo ra oxit kim loại cộng với khí CO2, nhưng sẽ trừ muối carbonat của kim loại nhóm 1A. Đấy, muối carbonat 1A không bị nhiệt phân. Câu số 16, tất cả các muối hydrocarbonat đều có thể bị nhiệt phân. Thì khi nhiệt phân muối hydrocarbonat, các bạn sẽ thu được là muối carbonat cộng với CO2 và nước. Như vậy thì đáp án câu này chúng ta sẽ chọn là đáp án B. Câu 6 chúng ta chọn B các bạn nhé. B. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thì tất nhiên natri là kim loại kiềm. Đó. Câu số 18, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Chúng ta chọn liti. Câu số 19, số kim loại kiềm trong dãy là, chúng ta sẽ có natri là 1 và kali là 2. Vậy ta có 2 kim loại kiềm trong dãy này. Rồi. Ion nào sau đây thì có cấu hình lớp ngoài cùng là 2S2, 2P6. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Vì là natri á, natri này thì nó sẽ có cấu hình là 1S2, 2S2, 2P6 và 3S1. Và có khuynh hướng của kim loại kiềm là trong các cái phương trình là sẽ cho đi một electron. Thì còn là ion Na cộng. Vậy thì ion Na cộng này chỉ còn cấu hình là 1S2, 2S2 và 2P6 thôi, nghĩa là mất đi một electron ở phần lớp 3S1. Chọn Na cộng. Câu số 21. Công thức chung của oxit thuộc nhóm 1A. Vì đây, oxit nhóm 1A là hóa trị 1R2O. Trong các hợp chất thì kim loại kiềm có số oxy hóa là cộng 1. Kim loại kiềm luôn có số hóa cộng 1 trong mọi hợp chất. Trong phòng thí nghiệm bảo quản natri để ngâm trong dầu hỏa, hoặc là kim loại kiềm chung. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit sulfuric loãng, đó là những kim loại đứng trước hydro, chọn natri. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? Câu 25, chọn đáp án là kali nhé. Kali là một trong những kim loại như vậy. Kim loại nào sau đây thường được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Thì kim loại kiềm là tất cả kim loại kiềm điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối cloro. Đáp án C. Câu 27, điều chế kali chắc chắn là phải điện phân nóng chảy muối rồi. Điện phân nóng chảy muối kali cloro ha. Đáp án C. Sút ăn ra là tên gọi thông thường của natri hydroxit NaOH. Câu 29 thì hỏi lại thôi. Natri hydroxit công thức là gì? Công thức là A. 30. Natri cloro. Thì công thức của natri cloro là đây. Muối ăn. Muối ăn. Đương nhiên sẽ là natri cloro rồi. Đó. Cho thực vật. Cho thực vật là K2CO3. Kali carbonate các bạn nhé. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH? Thì NaOH là bột 3 giờ, thì không tác dụng với oxit 3 giờ, không tác dụng với CuO. Trong công nghiệp thì natri hydroxit được sản xuất bằng phương pháp nào? Thì chúng ta sẽ chọn phương pháp đó là điện phân dung dịch natri có màng ngăn điện cực. Đấy, chúng ta sẽ có phương trình điện phân như sau. Chúng ta có dung dịch natri cloro. Tiến hành điện phân dung dịch đó. Điện phân và dung dịch thì chúng ta sẽ thu được natri hydroxit và khí hydro ở cực âm và thu được khí clo ở cực dương. Chúng ta có màng ngăn điện cực để ngăn cho natri hydroxit sinh ra ở bên cathod thì không phản ứng với clo ở bên anod. Các bạn nhé. Rồi. Chất có tính chất lượng tính thì mọi cái muối mà có cái chữ H2O3 thì đều là lượng tính các bạn nhé. Chọn đáp án C.
Vậy tương tự như câu số 35, câu 36 là chất nào tác dụng với HCO3? Thì cái này là kali hydrocarbonate, thì cũng là lượng tính giống như NaHCO3. Như vậy ta sẽ chọn là môi trường axit. Axit. Vì là một chất lượng tính có nghĩa là sẽ vừa tác dụng với axit được, vừa tác dụng với bazơ được. Ở đây ta tác dụng với axit. Rồi. Câu số 37. Dung dịch natri carbonate tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thì nó trả lời đáp án D, với lý do là nó tạo kết tổ muối carbonate khi gặp canxi 2 cộng CaCl2 thì tạo thành canxi carbonate kết tổ. Rồi. Dung dịch nào sau đây phản ứng với HCl để tạo ra chất khí? Thì câu này hỏi lại cái phần muối carbonate hoặc là muối hydrocarbonate mà khi gặp môi trường axit là sẽ thoát khí CO2. Thoát khí CO2. Câu 39. Chất nào sau đây không tác dụng với natri hydroxit? Thì tất nhiên ta sẽ đáp án D. Vì những cái chất này là ví dụ như với FeCl2 sẽ tạo ra FeOH hai lần kết tổ. Tương tự muối đồng thì tạo thành đồng hydroxit kết tổ. Muối magie thì tạo thành magie hydroxit kết tổ. Như vậy là phương trình này phản ứng thì có kết tổ xảy ra nên nó xảy ra được. Câu 40 hỏi lại là về phần cái tính chất lượng tính của muối hydrocarbonate. Thì chúng ta sẽ đáp án là A nhé. Tại vì viết ở phương trình trên rồi. Gốc HCO3 gặp H cộng thì tạo ra CO2 cộng nước. 41. Phương trình nhiệt phân nào sau đây thì không đúng? Tất nhiên là không đúng sẽ là đáp án D rồi. Tại vì là natri hydrocarbonate chúng ta nhiệt phân, những cái muối hydrocarbonate chúng ta nhiệt phân đó, chúng ta phải thu được muối carbonate các bạn nhé. Cộng với CO2 cộng với nước. Rồi. Dung dịch nào sau đây thì khi phản ứng với NaOH thì thu được kết tổ trắng? Chúng ta chọn đáp án là A. Với lý do là như sau. Gốc hydrocarbonate có tính chất lượng tính khi gặp môi trường bazơ OH trừ thì tạo thành gốc CO32 trừ. Rồi, cái gốc CO32 trừ của chúng ta sẽ cộng với canxi 2 cộng để cho canxi carbonate là nó kết tổ các bạn nhé. Kết tổ. Rồi đáp án A là chính xác. Câu số 43. Lập phương tâm khối. Tinh thể lập phương tâm khối thì chúng ta khi nhắc tới lập phương tâm khối là chúng ta thường nhắc tới kim loại kiềm, kim loại kiềm cho đáp án D. Còn với kim loại kiềm thổ thì chúng ta chia làm ba đoạn, bari và magie là lục phương, canxi strontii là lập phương tâm diện, còn bari là lập phương tâm khối. Hydroxit có tính bazơ mạnh nhất, thì đi từ trái qua phải trong chu kỳ, tính bazơ sẽ giảm dần, NaOH đứng đầu chu kỳ là tính bazơ sẽ mạnh nhất. 45. Nhận xét nào sau đây là không đúng? Không đúng các bạn. Các kim loại kiềm độ bền và nhẹ, các kim loại kiềm nhiệt độ nóng chảy cao. Không. Kim loại kiềm thì có nhiệt độ nóng chảy thấp nhưng không cao. Thấp chứ không cao. Khi nói về kim loại kiềm thì phát biểu nào sau đây là sai? Trong tự nhiên, các kim loại kiềm phải tồn tại dạng hợp chất có ánh kim từ li ti đến si ti thì khả năng phản ứng với nước giảm dần, đây là sai này. Từ li ti đến si ti thì khả năng phản ứng với nước là phải tăng dần chứ không phải là giảm dần các bạn nhé. 47. Phát biểu là sau đây là sai. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ li ti đến si ti là sai này. Từ li ti đến si ti, từ trên xuống dưới trong trong kim loại kiềm thì nhiệt độ nóng chảy của nó phải là giảm dần chứ không thể là tăng dần được các bạn nhé. Natri hydroxit là một bazơ thì sẽ hấp thụ được khí có tính axit. Chúng ta sẽ chọn là CO2. Phương trình CO2 các bạn biết ha, CO2 cộng NaOH được. 49. Số chất trong giải tác dụng được với dung dịch NaOH thì chúng ta sẽ chọn nhôm này và FeCl3. Cái lý do thì phương trình chúng ta sẽ là như sau. Kim loại nhôm tác dụng được với dung dịch natri hydroxit để cho chúng ta là natri aluminat và cộng với 3 phần 2 hydro. Rồi.
Và ngoài ra thì chúng ta có FeCl3 đây, chúng ta cộng với 3NaOH thì chúng ta sẽ thu được FeOH 3 lần kết tổ cộng với 3 natri cloruro. Rồi, như vậy là chúng ta đã sửa xong câu số 41 trong đề minh họa của bộ giáo dục đào tạo và kèm theo 49 câu với nội dung tương tự để các bạn rèn luyện được không sai những câu các bạn nhá. Chúc các bạn lấy được trọn vẹn điểm lý thuyết trong đề thi sắp tới. Xin chào các em.